nằm mơ thấy sinh con trai là điềm gì, nằm mơ sinh con là điềm báo hiệu lành, mang đến cho bạn và người thân trong gia đình niềm vui, cũng như thăng hoa trong sự nghiệp và tài chính. Vậy nằm mơ thấy sinh con trai hay con gái báo hiệu điềm gì? Việc nằm mơ thấy sinh con trai là điềm gì là giấc mơ thường xuyên xảy ra ở cả nam và nữ. Theo quan niệm dân gian thì hầu hết việc nằm mơ thấy sinh con trai là điềm gì là điềm báo lành, mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho gia đình. Nhiều người cho rằng giải mã giấc nằm mơ thấy mình sinh con trai là sự phản chiếu những ức chế hoặc ước muốn trong tâm hồn của mỗi con người. Nằm mơ thấy mình sinh con trai có thể tiết lộ bạn đang suy nghĩ rất nhiều về việc sinh đẻ và ước muốn mình sẽ có một đứa con đáng yêu. Mặt khác, giấc mơ này còn nói lên rằng bạn đang hạnh phúc và giàu có. Ý nghĩa mơ đẻ con trai là điềm gì? Từ xưa đến nay, đã có nhiều lời đồn đoán cho rằng việc nhìn thấy sinh con trong giấc mơ không được xem là dấu hiệu tốt, đặc biệt là đối với việc sinh con trai. Bà bầu nằm mơ thấy sinh con trai sinh ra là thân phận người phụ nữ được gắn liền với thiên chức làm mẹ, khi có thai bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn đứa trẻ được bình an, khỏe mạnh ra đời. Nằm mơ thấy có con trai mình chết chẳng người mẹ, người cha nào có thể chịu đựng được cảm giác sắp được ẵm con trên tay ngày chúng chào đời mà phải nhìn con ra đi vĩnh viễn. Trường hợp người chồng nằm mơ thấy vợ mình sinh con trai thì xin chúc mừng, đây là một dấu hiệu vô cùng tốt đẹp đấy. Điều này giúp bạn có được nguồn thu ổn định, giúp cuộc sống của vợ chồng bạn sung túc đủ đầy hơn. Chồng nằm mơ thấy có con trai, nếu người chồng đang làm kinh doanh mà mơ thấy người vợ của mình sinh con trai thì cũng là điềm báo vô cùng khả quan. Nằm mơ thấy bạn mình sinh con trai, người ta cho rằng, nằm mơ thấy sinh con trai ý nghĩa có thể gắn với những sự kiện hoàn toàn khác nhau. Nhưng, nói chung, nằm mơ thấy bạn mình sinh con trai là dấu hiệu của sự thành công cả về tài chính và cuộc sống riêng tư. Điềm báo mơ thấy có con trai nhỏ cho biết, trong tương lai sắp tới bạn sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Công việc, dự án và kể cả tình cảm của bạn trong thời gian sắp tới đều rất thuận lợi. Mơ thấy có con trai với người yêu, nếu trong mơ bạn thấy có con trai với người yêu thì hãy vui lên bởi đó là điềm lành. Bạn sắp sửa đón nhận được nhiều tin tốt lành, gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến. Mơ thấy có con trai và con gái, mơ thấy có con trai và con gái có thể tiết lộ, bạn đang suy nghĩ rất nhiều về việc sinh đẻ và ước muốn mình sẽ có một đứa con đáng yêu. Mặt khác, giấc mơ này còn nói lên rằng bạn đang hạnh phúc và giàu có. Mơ thấy có con trai lớn, nếu trong giấc chiêm bao bạn nằm chiêm bao thấy có con trai lớn của mình thì hãy cẩn thận bởi giấc mơ này báo cho bạn điểm không lành sắp xảy ra. Nằm mơ thấy mình có một đứa con trai, đối với người nằm mơ thấy mình có một đứa con trai là phụ nữ đã kết hôn không phải dấu hiệu tốt mà nó đang phản ánh thực trạng mệt mỏi, chán nản của bạn với cuộc hôn nhân hiện tại. Nằm mơ thấy người khác có bầu con trai, giải mã giấc mơ cho biết, khi nằm mơ thấy một người nào đó sinh con trai thì đấy là điềm lành. Có thể thấy, người nằm mộng sắp tới đây sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp về mọi khía cạnh, nhất là về khía cạnh tài chính. Mơ đẻ con trai đánh con gì? Đẻ con trai 23, 53. Đánh lô số 23, 53 nếu trong giấc mơ thấy sinh con trai, đánh lô số 24, 34 nếu trong giấc mơ thấy sinh đôi bé trai. Đánh lô số 62 nếu trong giấc mơ thấy sinh con trai nhưng không nhìn rõ mặt mũi. Đánh lô số 94 nếu trong giấc mơ thấy sinh con trai dễ thương. Đánh lô số 43, 73 nếu trong giấc mơ thấy con trai mới sinh đã biết nói chuyện, viết, ngồi.